có cái tính năng là duo là Hoàng mới ghép nó lại nha. Rồi nó ra một cái tiếng rất là dễ thương, Hoàng đàn cho bạn nghe nha. Xin chào các bạn. Trước mặt chúng ta đây là cái cây DP90S. Hồi trước Hoàng làm cho các bạn là DP990. Còn cái model sau của nó thì nó lại viết gọn lại đó là DP90 ha. Sau đó nó ra DP90S và đời cuối của nó là DP90SE ha. Cái cây này là màu trắng bóng. Rất rất là đẹp luôn. Đó, và bây giờ mình có thể đóng xuống và nó tự nó xuống từ từ á, để cho mình không có bị kẹp tay, cho mấy đứa bé nó không bị kẹp tay. Đó, cây này là cái cây dáng nhỏ gọn nha các bạn. Ai mà cần để vào chung cư hay là những cái không gian nhỏ thì cây này cực kỳ là phù hợp. Nó đặc biệt của nó là cái phím của nó và cái tiếng của nó rất là đã. Cây này thì được lắp ráp tại bên Nhật luôn. Các bạn thấy Made in Japan không? Đó, Made in Japan. Và đây là sản xuất năm 2013 nha các bạn. Đó, cây này rất, tiếng rất là dữ, phím cũng rất là dữ. Đó, bây giờ mở lên cho các bạn xem nè. Khi mà mình mở lên á thì mình khép cái này xuống, mình mở cái giá nhạc ra. Đó, bây giờ mình đi từ bên trái qua ha. Đó, đẹp quá các bạn ơi. Volume. Rồi. Cái này rất là dễ sử dụng. Rất rất là dễ sử dụng. Đã chưa? Cái này nó đẹp quá, quá đẹp luôn. Thì lâu lâu mới về được cái cây màu trắng. Và cái hoặc là về cái màu đen bóng. Còn bình thường ra thì nó hay là cái màu, mấy cái màu vàng vàng giống kia kìa. Đó, nó hay về những cái màu đó. Lâu lâu mới được cái màu bóng như thế này. Thì cái cây này đã bán rồi các bạn ạ. Cái này Hoàng bán rồi. Hoàng làm review xong là Hoàng đi giao luôn. Đó. Cái phần pedal nó có, nhưng mà tại Hoàng bọc lại để sợ mấy đứa bé nó nghịch, nó làm dơ mất. Đấy. Thế bây giờ đàn thử cho các bạn nghe nha. Cây này là RP. Đó, thì cao cấp hơn RP là cái dòng HP. Thì cái cây DP này là nó ngang với dòng HP, mà dòng HP là dòng cao cấp nha các bạn. Chỉ có một cái thôi là cái thiết kế của nó thu gọn lại. Nhưng còn lại âm thanh và phím đàn á thì nó vẫn hưởng được cái giá trị của cây HP. Thành ra cái tiếng này và cái bàn phím của cái này rất là good. Rất là thích cái cây này. Đó, thì hồi nãy thử cái tiếng piano cho các bạn rồi ha. À, tiếng trong cái ngăn tiếng piano thì nó có nhiều tiếng piano khác đó.
magic hay là hơi cái ảo thuật đấy. Này là tiếng piano cộng trill. Piano nha. Rồi, vậy là tiếng piano cộng với tiếng pad nè. Đó, nó có cái tiếng pad lót ở dưới ha. Bây giờ Hoàng mới có cái tính năng là duo là Hoàng mới ghép nó lại nha. Rồi, nó ra một cái tiếng rất là dễ thương. Hoàng đàn cho bạn nghe nha. Hoàng làm video nó ngắn tới đây thôi. Chủ yếu là Hoàng giới thiệu cho các bạn thêm một cái sản phẩm mới. Mới thì không mới, đàn này đã qua sử dụng rồi. Nhưng hôm bữa Hoàng làm cái DP990 rồi. Thì hôm nay Hoàng chuyển qua giới thiệu cho các bạn thêm một cây nữa là cây DP90. Có 3 loại 90 nhé các bạn. Đầu tiên họ ra là 90. Sau đó họ là ra 90S. Sau đó họ ra là 90SE. Thì hễ đàn càng mới, đàn càng đẹp á, thì cái giá nhập vào nó cao thì nó sẽ tỷ lệ thuận với cái thời điểm mà các bạn mua ha. Thành ra là về giá thì Hoàng sẽ không có nói trên clip, mà các bạn xuống cái phần mô tả các bạn vô cái link á, thì tùy cái thời điểm các bạn xem thì sẽ có cái giá hiển thị trên website luôn nha các bạn nha. Rồi, đây Hoàng vẫn cứ nhấn mạnh đây là một cái cây nhỏ gọn, phù hợp với những cái không gian nhỏ gọn ở chung cư hoặc là những cái phòng mà diện tích nhỏ, nhưng mà nó lại cung cấp cho mình cái chất âm rất là tốt, cái phím rất là tốt đó. Thành ra đối với Hoàng thôi, nhà Hoàng Hoàng cũng đang xài mấy cái cây giống như vậy nè, nó gọn các bạn ạ, khiêng đi khiêng lại nó rất là dễ, nhưng mà nó cho mình cảm giác y chang một cái cây HP, một cái cây cao cấp luôn ha. Rồi, mời các bạn đến showroom của Hoàng để trải nghiệm nó và trải nghiệm các model khác nữa để đưa ra một cái quyết định tốt nhất cho mình và cho gia đình mình nha. Cảm ơn các bạn. Xin chào.